Mina san konnichiwa, Cosmos no Dung desu. Xin chào tất cả các bạn, mình là Dung Cosmos. Rất vui được gặp lại các bạn trong video clip lần này. Video hướng dẫn học từ mới N3, video số 30 của học tiếng Nhật Cosmos. Ở video số 30 này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về phó từ. Phần thứ nhất, phó từ A từ 591 đến 603. Và đó là các phó từ như sau: Hijo ni, tai hen ni, hotondo, daitai, kanari, zuibun, kikko, daibu, daibun, motto, sukkari, ippai, girigiri, pittari. Và chúng ta sẽ cùng nhau điểm xem các phó từ này có ý nghĩa và cách dùng như thế nào nhé. Đương nhiên trong số này đã có một số phó từ mà các bạn rất quen thuộc rồi, nhưng mà để chắc chắn hơn và củng cố kiến thức tốt hơn thì chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi nội dung ngày hôm nay. Trước hết đó là những cái phó từ mà tedo ya ryu o arawasu fukushi, nghĩa là những cái phó từ chỉ độ mức độ hoặc là lượng. Ví dụ hijo ni là chỉ cái mức độ là rất khẩn cấp. Đó, viết bởi chữ phi và chữ thường. Ví dụ kore wa hijo ni koukana mono desu node kiyotsukete hakonde kudasai. Vì cái này là một cái đồ vật mà nó rất có giá trị, nó rất là cao, cho nên là phải vận chuyển một cách cẩn thận. Kiyotsukete hakonde kudasai. Ví dụ số 2, chokusetsu sawaru no wa hijou ni kiken desu. Nếu mà sờ trực tiếp ý, thì là nguy hiểm, rất nguy hiểm. Từ cùng loại là totemo taihen ni hoặc hijou là danh từ. Ý nghĩa thứ hai của hijou ở đây đó là cái gì đó khẩn cấp. Ví dụ hijou no sai wa kono suta no reba o hite kudasai. Trong tình huống khẩn cấp thì bạn hãy kéo cái cần gạt ở bên dưới. Thứ ghép của nó là hijoguchi là cửa thoát hiểm, hijo kaidan là cầu thang thoát hiểm, hijo beru là chuông báo khẩn cấp, chuông báo để cho mình chạy trong những trường hợp để nguy hiểm đó. Từ tiếp theo là taihen, taihen ni. Taihen ni là chữ đại với chữ biến mang nghĩa khủng khiếp hoặc rất. Ví dụ asayu wa densha ga taihen komu no de tsukareru. Buổi sáng và chiều ấy thì tàu điện đông kinh khủng luôn ấy, thế nên là mình rất là mệt. Câu tiếp theo kekaku ga chushi ni natta no wa taihen zannen da. Cái việc kế hoạch mà bị chushi, bị dừng đó thì là một cái điều vô cùng đáng tiếc. Kore made taihen osewa ni narimashita. Xin chân thành cảm ơn đã giúp đỡ tôi suốt trong thời gian qua. Nếu chỉ osewa ni narimashita thôi thì là đã giúp đỡ đúng không ạ? Nhưng đây là taihen osewa ni narimashita, chỉ là đã giúp đỡ vô cùng nhiều. Từ cùng loại với nó là totemo và hijo ni. Taihen na đó là tính từ đuôi na. Và các bạn có thể xem ở phần 281. Từ tiếp theo là hotondo. Hotondo ở đây chỉ hầu hết, hầu như. Hotondo. Junbi wa hotondo dekita. Việc chuẩn bị hầu như đã hoàn tất. Murakami Haruki no shousetsu wa hotondo yonda. Thì toàn bộ những cái shousetsu mà của ông Murakami Haruki này ấy, thì tớ đã đọc hầu hết rồi. Có nghĩa là tớ đọc gần hết rồi. Hotondo là danh từ như sau. Kono gakko de wa hotondo no koromo tachi ga koromo tachi no hotondo ga. Hai cách dùng đúng không ạ? Một là hotondo no koromo tachi ga hoặc koromo tachi no hotondo ga keta denwa o motteru soda. Nghe nói rằng hình như là có vẻ như là ở trường học này ấy, thì hầu hết bọn trẻ đều có điện thoại di động. Ý nghĩa thứ hai của hotondo được dùng trong trường hợp sau. Ranichi shita toki nihongo wa hotondo wakaranakatta. Nghĩa là hotondo ở đây mang nghĩa là hoàn toàn không, không gì đó. Ở đây là khi mà đến Nhật đi hầu như là tớ chả hiểu tí gì tiếng Nhật cả. Thì lúc này hotondo hay đi với dạng phủ định là sao? Ano hito wa hotondo hanashita koto ga arimasen. Người kia thì hầu như tôi chưa từng nói chuyện. Hitetiki na hyogen to ichu ni tsukau. Thì hotondo ở đây dùng với những cái biểu hiện mang tính, diễn đạt mang tính phủ định. Tiếp theo là daitai. Daitai, đại thể, phần lớn, đại khái hoặc tương đối, ghép với chữ đại và chữ thể. Kyo no shiken wa daitai dekita. Bài thi, bài kiểm tra hôm nay thì hầu như là hoặc là phần lớn là mình đã hoàn thành. Daitai no hito ga sono news wo shite ita. Phần lớn mọi người đều biết tin thời sự đó. Ikagetsu no shunyu wa daitai 15 man en kurai desu. Thì thu nhập một trong vòng một tháng ấy thì đại khái hoặc khoảng là 15 vạn yên. Oyoso là từ cùng loại. Kanari, kanari, khá, tương đối, kanari. Zutsu no kusuri o nonda ga 30 phun gurai de kanari yoku natta.
Sau khi mà uống thuốc đau đầu ấy thì sau khoảng 30 phút là mình cảm thấy khá hơn rất là nhiều đúng không ạ? かなり良くなった。昨日の台風で九州ではかなりの被害が出たそうだ。Nghe nói rằng ấy, vì cái cơn bão hôm qua nên là Kyushu đã bị thiệt hại là tương đối lớn. 随分、随分、cực kỳ, vô cùng, rất nhiều. しばらく会わない間に、陳さんは随分日本語が上手になっていた。Trong một thời gian ngắn mà không gặp ấy, anh Chín tiếng Nhật đã trở nên rất là giỏi. Ví dụ tiếp theo, Kega no kuai wa dō desu ka? Zui bun yoku narimashita ga, mada undō wa dekimasen. Tình trạng vết thương của cậu thế nào rồi? Tuy là cũng khá hơn rồi ý, nhưng mà vẫn chưa vận động được. Thì ở đây là thể hiện những cái kimochi mà ngoài cả sức tưởng tượng. Kekko, kekko là khá, rất đủ, kekko. Nichiyobi nano de kondeiru ka to omottara kekko suite ita. Thì bởi vì là chủ nhật ý, nên mình cũng nghĩ là nó sẽ đông cơ. Thế nhưng mà nó lại khá là vắng vẻ. Hajimete tsukutta ryōri da ga kekko oishiku dekita. Tuy là đồ ăn lần đầu tiên mình làm đấy, thế nhưng mà khá là ngon, cũng rất là ngon. Daibu, 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 viết bởi chữ đại và chữ phân, nghĩa là khá, rất, đáng kể. Byōki wa daibu yokunatta, bệnh tình đã đỡ hơn nhiều. Shikoto ga mara daibu nokotteru, công việc thì vẫn còn nhiều. Motto, motto là hơn, hơn nữa. Ringo yori ichigo no hou ga suki da, demo melon wa motto suki da. Tôi thích ichigo dâu tây hơn là táo, thế nhưng mà tôi lại thích hơn cả đó là melon. Motto okina koe de hanashite kudasai. Hãy nói to hơn nữa nào. Kore dake de wa tarinai, motto hoshii. Chỉ có từng này thôi thì không đủ, tôi muốn nhiều hơn nữa. Sukkari là hoàn toàn hoặc toàn bộ, sukkari hoặc là hết cả. Ví dụ, sakura no hana wa mou sukkari chitte shimatta. Chiru nghĩa là rụng, ở đây là hoa, hoa sakura thì đã rụng, rụng ở đây là rụng, rụng hoặc là tàn đó, hoa tàn hết cả rồi. Yujin to no yakusoku o sukkari wasurete ita. Thì mình đã quên, quên một cách gì nhỉ? Hoàn toàn quên đi cái lời hứa với bạn bè. Sukkari wasureru thì hay đi cùng với nhau. Byoki no gugai wa dou desu ka? Okagesama de sukkari yoku narimashita. Tình trạng của bạn thế nào rồi? Ôi nhờ trời, ơn trời thì tôi đã hoàn toàn bình phục rồi. Ippai, ippai là đầy, no ne, nhiều hoặc tràn đầy. Ippai. Kaijō ni wa koromo tachi ga ippai ite totemo niyaka datta. Ở hội trường do có nhiều trẻ em ấy thế nên rất là ồn ào. Từ cùng loại với nó là takusan. Mo onaka ga ippai da. Ôi no quá rồi. Lúc đấy là onaka ga ippai da. Ane no heya wa hon de ippai da. Phòng của chị gái tôi thì đầy sách, cũng là sách đã chật cứng rồi. Mano wo ippai ni hiraku. Mở tung cửa sổ ra, mở hết cỡ ra. Từ ghép của nó là danh từ cộng với ippai. Ví dụ, heya ippai ni higa sashiteiru, nghĩa là phòng tràn ngập ánh sáng. Chikara ippai, sei ippai, ganbaru tsumori da. Tôi sẽ cố gắng một cách toàn bộ sức lực, hoặc là cố gắng toàn bộ cái tinh thần của mình, ý là cố gắng hết sức. Kino no testo wa muzukashikute, jikan ippai kakatte shimatta. Bài kiểm tra ngày hôm qua thì rất là khó và mất rất là nhiều thời gian. Okawari wa? Mo onaka ippai da yo. Bạn ăn thêm nhé. Okawari là khi mà mình ăn một bát cơm rồi thì mình ăn gần hết thì người ta sẽ hỏi là okawari wa, bạn có ăn thêm không ý, có nghĩa là đổi thêm bát nữa nhé. Thì mình nói là thôi mình no lắm rồi. Mo onaka ippai da yo. Girigiri là sát nút hoặc là sắp sửa. Girigiri. Hashireba 9 no densha ni girigiri maniau da ro. Nếu mà chạy thì có lẽ là sẽ vừa kịp chuyến tàu điện lúc 9 giờ. Girigiri made matta ga Tanaka-kun wa konakatta. Shikata naku, saki ni iku koto ni shita. Tôi đã matta, tôi đã chờ cho đến sát giờ, thế mà cậu Tanaka thì lại không đến. Thế là chẳng có cách nào khác nữa, thế là mình đã quyết định lại đi trước. Girigiri de ikkyū ni gokoku suru koto ga dekita. Mình đã đỗ N1 với điểm số sát nút. Pittari, pittari to gần hoàn toàn hoặc là vừa khít, pittari. Chichiji pittari ni mezamashi toke o sette shita. Chichiji pittari ni mezamashi toke o setto shita. Tôi đã đặt đồng hồ báo thức đúng tại giờ.
高橋さんはいつも約束の時間ぴったりにやってくる。Anh Takahashi thì luôn đến đúng giờ hẹn, có nghĩa là đến chuẩn giờ hẹn luôn. 二人はぴったりとくっついて離れようとしなかった。Hai người dính chặt lấy nhau, nhất định không chịu rời xa nhau. 窓をぴったり閉めてください。Hãy đóng chặt cửa sổ vào. 二人の意見はぴったり一致した。Nghĩa là ý kiến của hai người thống nhất với nhau. Là một, thống nhất, vô cùng chặt chẽ với nhau đó. Ý nghĩa thứ ba, その necktie 今日のスーツにぴったりだね。Cái cà vạt đó thì thật hợp với bộ vest hôm nay.このバッグは普通3日の旅行にぴったりの大きさだ。Cái túi này to tới mức mà có thể dùng vừa khéo cho cái chuyến đi du lịch 2 đến 3 ngày. 子供が生まれてから夫はぴったりぴったりとタバコをやめた。Kể từ sau khi mà sinh em bé hoặc em bé được sinh ra thì chồng tôi đã hoàn toàn bỏ thuốc lá. 薬を飲むと咳がぴったりとやんだ。Uống thuốc vào cái là hết sạch ho luôn.Thì trong trường hợp mà đằng sau có động từ ấy thì bạn có thể dùng là pittarito. Và pit, nhưng mà pittarito với pittari thì nó nghe mang tính là hội thoại hơn. Ở phía đằng sau nếu có động từ thì chúng ta sẽ dùng là pittarito. Tuy nhiên là pittari thì nó sẽ mang tính hội thoại hơn. Và như vậy hôm nay chúng ta vừa cùng nhau tìm hiểu các phó từ từ số 591 đến 603. Bây giờ mình cùng nhau điểm lại và nhắc lại ý nghĩa của các phó từ này nhé. Trước hết là hijoni.Nghĩa là cái gì đó bất thường hoặc là rất, đúng không ạ? Tai hen ý, khủng khiếp rất. Hotondo, hầu hết, đai tai đại thể, kanari, khá là, dư bừng, đại khái, kiko, đủ tương đối. Đai bự, hầu hết, moto, hơn nữa. Sukari, rõ ràng, hết sạch. Ippai là đầy, giri giri, đã sát nút. Còn pittari là vừa khéo vừa khớp.Thì đó là các phó từ mà ngày hôm nay chúng ta vừa cùng nhau tìm hiểu. Hy vọng rằng với phần chia sẻ vừa rồi sẽ giúp cho chúng ta có thể hiểu rõ hơn các phó từ này và có thể tự tin dùng các phó từ hơn trong những cái cách mà chúng mình giao tiếp hay hội thoại hay là viết tiếng Nhật. Đến đây thì video hướng dẫn học từ mới là 3 video số 30 của Học Tiếng Nhật Cosmos xin phép được tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn các bạn đã luôn quan tâm, theo dõi và ủng hộ Học Tiếng Nhật Cosmos. Xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo. ご清聴どうもありがとうございました。Và để có thể nhận được nhiều bài giảng hay và thú vị từ Học Tiếng Nhật Cosmos, các bạn hãy đăng ký vào kênh YouTube của Học Tiếng Nhật Cosmos, nhấp vào nút đăng ký ở góc bên phải phía trên của màn hình. Với những thông tin chi tiết cụ thể về các khóa học thì các bạn hãy click vào đăng ký học tại đây. Để có thể tham gia trả lời, thảo luận, chia sẻ những kinh nghiệm liên quan đến Học Tiếng Nhật, các bạn hãy click vào Facebook và biểu tượng Facebook để chúng ta có thể chia sẻ với nhau, trao đổi với nhau trên fanpage của Học Tiếng Nhật Cosmos.Xin cảm ơn các bạn đã luôn quan tâm, theo dõi và ủng hộ Học Tiếng Nhật Cosmos. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. ご清聴どうもありがとうございました。